chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: có dấu hiệu phạm tội giết người của vụ tài xế xe container đâm hàng loạt xe máy ở Long An. Theo tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp, văn phòng luật sư toàn cầu có góc nhìn khác với luật sư Hùng về vụ việc trên này. Ông cho rằng căn cứ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn có thể thấy hành vi của tài xế sinh năm 1987 đã có dấu hiệu phạm tội giết người. Ông Thiệp phân tích, với tình huống đó, tài xế có ít nhất hai lựa chọn để xử lý an toàn hơn cho những người khác, như đánh lái sang trái hoặc va vào xe tải phía trước với tốc độ 45 km/h thì chỉ thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về tính mạng con người. Tuy nhiên, người lái xe container đã lách qua phải rồi cán hàng loạt người đi phương tiện cơ giới nhỏ hơn dù biết hậu quả vẫn sẽ xảy ra. Theo luật sư, trường hợp xe đầu kéo mắc phanh và không còn lựa chọn nào khác thì mới đúng bản chất vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, với vụ việc xảy ra tại Long An, tài xế có nhiều lựa chọn hơn. Anh ta buộc phải biết xử lý xe ra sao để hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra, nhưng anh ta đã không làm. Hành vi khách quan chứng minh được mục đích chủ quan. Ở đây, người lái xe container đã không chọn biện pháp an toàn nên hành vi có thể bị coi là cố ý, luật sư phân tích. Ngoài ra, bản thân tài xế phải biết việc sử dụng ma túy là nguy hiểm cho xã hội. Tài xế cũng buộc phải biết sau khi dùng ma túy mà điều khiển xe đầu kéo có kích thước lớn sẽ trở thành nguồn nguy hiểm cao độ cho tính mạng của người khác. Chủ xe phải chịu trách nhiệm dân sự. Theo thông tin tại cuộc họp báo tối ngày 2 tháng 1, xe container còn hạn kiểm định đến cuối tháng 3. Chủ xe đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn Thạnh Đức có trụ sở cách hiện trường khoảng 1 km. Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu không chỉ xử lý tài xế mà cần xem xét trách nhiệm của đơn vị kinh doanh xe vận tải. Theo luật sư Hùng, đoàn luật sư đơn vị vận tải nếu kinh doanh đúng theo luật, xe có đăng ký hoạt động và đảm bảo chất lượng lưu thông thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tùy thuộc vào kết luận điều tra mỗi lần gây tai nạn do đâu, thường đơn vị vận tải chỉ chịu trách nhiệm dân sự với lỗi do nhân viên gây nên chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự, luật sư cho biết. Và theo điều 597 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người gây lái gây ra. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, tùy thuộc vào cách giải quyết giữa tài xế Hiếu và công ty Thạnh Đức, sau khi công ty bồi thường dân sự cho người bị nạn thì có quyền yêu cầu xem tài xế hoàn trả lại tiền cho mình. Trong khi đó, luật sư Thiệp cho rằng nếu lãnh đạo công ty biết tài xế Phạm Thành Hiếu có dùng ma túy mà vẫn giao xe container thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ quy định tại điều 264 Bộ luật hình sự năm 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù từ 7 năm nếu hành vi của người được giao xe gây tai nạn làm chết từ 3 người trở lên. Trường hợp công ty sở hữu không biết tài xế có dấu hiệu như sử dụng ma túy, rượu bia hoặc chất kích thích thì doanh nghiệp vẫn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự.